Hello, chào anh. Bà Hiền chào bạn nha. Thì nó đưa 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 trứng gà cho cháu con bắt ra cò ra để thả đó để lấy trứng để thả để chuông nữa. Bên nhà nuôi nhiều không? Có Nuôi nhiều không? gà cò đá đấy. Không, ý mà nó nút đen trên cùng. Công tắc đen trên cùng á. Đó. Đã gọi đây cá nhiều không? Đà là cũng có nhiều chứ. Có nhiều thì Nuôi để cho gà em chục con đi. gà mình ấp ra đấy. Thì có thì Rồi để cho em chục con đi. rồi rồi tính cho đá đấy. Dạ, cân cho em chục con đi. Để cái thả Rồi rồi rồi. thả thả qua đi lấy từ nhà Đúng thôi. rồi, thì đại ca để cho một chục con nhá. Cảm ơn đại ca. Mai lấy trứng luôn. Được, ok chào bạn nhá. Chào bà già lâu không về quê chơi, quên đi ăn cơm buồn vậy. Ăn cơm hết rồi Thủy ơi. Đợi bên nhá. À, chào Bảo đây. Đèn này mấy giờ tự động lên Tuấn Quân. Chào tất cả anh em. Bùi Quốc Toàn nha, đi chỗ khác chơi rồi. nha. Sẵn này bỏ hai ai cho nhà đi thành phố chơi ơi. Quang Thái ra đến nhà ngoài. Đứng ơi, lấy chuối về kia, lấy hai nải chuối về kia, bên trong tủ lạnh á. Thầy chú đang cơ cơ bạn. Quỳ gối. Vơi vơi vơi. Phước. Phước. Đi đi đại ca. Okay. Đi đi. Không đó cứ đem gà thôi. Ừ. Ok. Hậu Phúc chào em nha. Cái đèn này là mấy giờ tự động nó lên rồi đó. Hậu Phúc nha, lên luôn Phúc. Bình đời Tuấn Vương. Tuấn Hòa đi cho các bạn coi. Tiền tối về có quà nha Hòa nha. Okay. Thành Thuận Giao chào em trai nha. Giao lâu lắm Duyên. không? Ok. Nhìn bảo bàn. Hello bayo Tuấn Hòa. Tuấn Hòa tới, chắc là tới nơi rồi chứ. Để rồi. Về nhớ có quà nha Tuấn Hòa. Về là phải có quà cho chú Lâm nha. Tối về đưa cho cái đồng hồ. Ok, thằng Thường Giao và đàn ra ngoài hai mình chung chơi em ơi. Ê, hai nải đi. Lấy hai nải đi, lấy hết đây ăn nó rồi bỏ phí, lấy nải nào, lấy đi, lấy thoải mái đi. Đời bình nha, chung có cái đen nha. Chuối kìa anh. Chạy chiếu mày có dám ra đâu mà chạy chiếu bình đời ơi. Chạy chiếu ở đây tao đừng lâm quỳ. Ngon người ra đây. Đời ngon. Hôm qua nó chú Lâm gì à? Ok, chú Lâm nhà nó về có quà. Thái Linh ok, Văn Nguyễn. Này lên bình đời okay, dám Linh ra. Đã. Trải chiếu mà trải chăng cũng chào được anh chiếu. Lưu Phong, chào em gái Linh nha, ra Hà Tĩnh chơi Linh ơi. Cúc vé Nha Trang Hà Tĩnh Lưu luôn. Phong. Em ra đây làm cho đại ca coi như là trả lương 50 củ anh Lưu Phong ơi. Chờ ăn ngủ đi rồi còn hai cổ. Sài Gòn không ai chứa giờ về quê nội Hà Tĩnh nào đại ca luôn. Ok Kỳ Nguyên. Nguyên này đi. Kỳ ơi, anh ở đây mới hơn 10 ngày rồi đấy nha. Chờ em mà chưa thấy gì qua nha. Ok Trần cho Thọ. Cái này cái gì nóng mà nóng ngay chưa từ nay mà nóng nữa chết nổi.
Tôi ra gửi bạn nhá. Tên này chắc đi làm chưa bạn? Cuối tháng con ở ngoài đó con ai hỏi mày này. À, lên đây anh mới nào đây, khi nào đại ca chán không trả lương anh nữa thì anh mới về. Lên đây đi ra chơi nè, chạy xe ra cũng được, xong rồi cho anh quá giang về luôn. Khi nào em tính khi nào em ra? Khi nào em ra? Ok, Sài Gòn hơi đang yên ổn anh biết mà, không ai chứa anh đi ra đây mà mình đợi. Khi nào ra alo cho anh, còn đây lên đây chơi. Chào anh Hồng Ngọc nha. Bây giờ có ba tay còn thiếu tay này, chuẩn bị quỳ này đó. Thiếu tay nữa, tay nào tới nhanh này. Lục. Hôm nay mới hớt hả? Mà hắn bỏ trò luôn á. Chiều nay thợ mới tới mà. À lúc đó lương chưa về. Chưa. Lương chưa về. Ờ đúng rồi chiều. Lâu. Thợ sao làm gì lâu thế? Nó do kìa là nó. Hả? Nó cắt chỗ nào nó biết chứ sao không biết. Nó không nhớ. Chứ nó do đứa mày đó mới đó, ngày mày đâu nguồn mới Trần Thanh Hóa đó. Chào thầy, chào Kim Gia Nguyễn Thọ, chào Vũ Nè Sĩ. Thế người ta vậy đâu, ai mà để lên phá gì đó. Không là mỗi lần chạy tới quán tới xã rồi. Tới quán xã là sao tắt đèn được. Ok, bà Nguyễn nha. Dạ. Hôm nay câu được rồi. Đừng có nói nó. Đèn đi được rồi, nói nó, cũng nói để dây nó cũng được. Nó đưa cái cuộn dây ra cho em coi này, tôi đã chạy cái này. Đậu lại bên đường này ơi, hai cái bông lẹt này thì đỏ đường này, nhưng mà cái bọc đó thì nó nhiều lúng á. Mình vào trong quán cả, nó đi đâu đó mà đen phá từ cái mặt người ta, nó khó kỳ lắm. Đúng rồi. Phúc ông nói cuối tháng này ông ra ông đám cưới ai nữa không biết. Chàng Facebook Phúc lùng ấy. Đâu, Kỳ nói là kêu ông Phúc ra. Kỳ thì kêu ông Phúc ra kìa, ra tâm Kỳ ra đây chứ. Ra Tân Kỳ thôi chứ không ra tới đây phải không? Tân Kỳ đủ ông Phúc, Tân Phúc ra mà ông Kỳ. Ok, Phạm Nhĩ nha, mấy bữa nữa đi lên Lương Sơn lên điện. Chào em gái Môn Ca, chào em gái hôm nay rồi. Mới tháo ra đó. Ông chiếu ông nói hôm nay giỏi nhất, hết tỉnh nữa, phải làm hôm nay trong. Ok, cảm ơn Môn Ca nha, ok Hồ Minh, chào. Chắc người ta ra đúng rồi. Trần Thanh Hóa nói thầy ơi cho em ra chơi với kìa. Cứ ra tự nhiên nha, ai đến là đón. Càng tới cấp càng tốt. Càng đông càng vui nha anh em. Nghe không mà chưa thấy. Nói là phải xuất hiện liền. Đúng vậy. Không nói. Anh em nào đến là thầy trò đón hết. Đúng không? Ai đến tiếp hết, nhất là đô là mới quỳ. Ai có trình độ đến bài quỳ thì ra đây đó đón hết. Đánh xong nhậu. Đợt này mình giảm bớt dính nhựa gì hả? Hai, bye bye mọi người nha, chúc mọi người buổi tối vui vẻ, phố lên đèn rồi, đó, sức khỏe đó. Làm sao mất điện được, có đầu chọc đây đâu mất điện được, hôm đầu chọc ra đến giờ mất điện bao giờ đâu, chỉ mất bữa đêm mưa lớn quá thôi, mất chút có rồi, đúng không? Hôm đánh bài mất có chút xíu, 12 giờ đêm cốp xíu. Tạo cái bụi này cho nó thoáng, nó đẹp cả cái hòn đá. Cây gấm là cây nào rồi ta? Cây gấm còn một cây thôi, còn như tử nó kêu gửi nhiều không gửi thôi, nhưng gấm, gầm á, còn gầm á. Dạ đã rồi. Cái tao gầm á. Ok, Trần Quốc Dũng nha, chào vàng bạc khùng xuân nha. Ok, Trần Quốc Dũng, cảm ơn em. Cây gấm kia là nó chết rồi Hòa ơi. Hòa ơi. Gấm chết hết rồi, gọi ra vài cây khác. Vài cây rồi đúng không người đây. Ok, anh ăn rồi, Nam Sang ơi, mấy giờ cho ăn cơm rồi. Bây giờ ngồi hóng gió. Kiếm tay nhậu. Cơm thì ăn rồi. Kiếm tay bánh bài với quỳ với lại nhậu. Bây giờ có ba tay anh thiếu tay này đó. Mình đợi chỗ rồi, mình đợi anh này làm ăn lớn rồi. Xoài có quả chưa? Xoài có rồi. Quả mà quả đấm á Kỳ Nguyễn. Có mà. Chào Vinh Bảo Hà, có rồi thì nó chơi mà. Có đâu có. Có chưa? Nó cây xoài. Nó 3 năm đó. Xoài hả? Ừ. Từ này xoài thì cây nó ăn con.
À, cây có trái luôn hả? Nói là cây đang đang cây còn kỳ. Ok, chẳng có Dũng quay về đi em. Anh đi ra đây thì em lại bay vô Sài Gòn rồi. Ừ, giờ ra trái nhiều lắm thầy. Tưới chỗ này phải không? Tưới rồi. Tưới hết rồi. Con tưới hết rồi. Cây cặp con chó đó cứ mấy lần nó đau khiếp à. Hết dám đi lên không? Cái con chó con Đức á. Mình chỉ cần tới đây. Cây cối trời tối mát rồi nè. Đó, đèn nè, đèn nè. Đèn năng lượng mặt trời nó lên rồi. Giờ chiều gió mát, ngày nắng lắm mọi người. Ok hóa, gửi qua cho đại ca coi, rồi đem ra cho đại ca. Nó gửi mẫu cây qua phây cho đại ca. Đó, mấy cây giờ tốt đẹp này, sum xê luôn này. Cái gì góc khe cầu thầy cho hồ câu chứ đâu có làm hồ câu đâu em, đất sâu để nguyên mà để thả diều mà. Rồi bye bye mọi người nha, chúc mọi người buổi tối vui vẻ nha.